Đến sáng ngày 12 tháng 6, đã sang ngày thứ 57, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đã có 321 người khỏi bệnh, tương ứng với 96,7% tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta. Như vậy, tính đến 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6, Việt Nam chỉ còn điều trị cho 11 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có một trường hợp nặng nhất là phi công người Anh cũng đã có những phục hồi thần kỳ. Về tình hình bệnh nhân 91, ca bệnh nặng nhất và được điều trị lâu nhất ở Việt Nam, hiện nay đã có những dấu hiệu hồi phục kỳ diệu, trải qua 86 ngày điều trị, trong đó có quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 22 tháng 5. Tại khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều muộn ngày 22 tháng 5 đến nay, bệnh nhân đã ngưng được ECMO từ sáng ngày 3 tháng 6, ngừng lọc máu từ ngày 27 tháng 5. Sau một tuần cai ECMO, sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện tốt lên từng ngày. Về nhiễm trùng phổi do vi khuẩn, mẫu kế đàm gần nhất đã âm tính. Trong 2 ngày qua, bệnh nhân được tập bỏ thở máy ngắt quãng và thời gian bỏ máy thở đang tăng dần. Bệnh nhân không còn sốt, thở chậm hơn với lượng oxy cung cấp chỉ 3 lít mỗi phút. Với những tiến triển tốt về tình trạng phổi, bệnh nhân 91 có thể sẽ không cần thực hiện việc ghép phổi và sẽ được theo dõi tình trạng tiếp tục. Bệnh nhân 91 sẽ được ngưng kháng sinh khi đã đủ liều, tiếp tục tập bỏ máy thở, tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ, tập vận động phục hồi chức năng tích cực. Phòng ngừa các nguy cơ nhiễm trùng mới và sau cùng là đánh giá việc rút canon mở khí quản sau khi đã bỏ được máy thở để bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại bằng lời nói. Với sự tiến bộ hiện tại của bệnh nhân, có thể thời gian cần cho việc loại bỏ hoàn toàn máy thở sẽ ngắn hơn như đã tiên lượng trước đó. Hiện bệnh nhân 91 đã hoàn toàn tỉnh táo, có thể nhớ được cả mật khẩu của điện thoại và iPad của mình. Vận động hai chi trên dần hồi phục về mức bình thường, có thể cầm bút viết lên bảng và sử dụng được điện thoại. Sức cơ hai chân cũng cải thiện 3/5 từ mức 1/5 của một tuần trước đó. Bệnh nhân cũng có thể ngồi được xe lăn với sự trợ giúp của nhân viên y tế để phơi nắng mỗi ngày.